Trong khi đó, mới đây Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động vận chuyển du khách bằng phương tiện của xe UBUS tại khu vực du lịch Lăng Biang. Việc yêu cầu tạm dừng hoạt động vận chuyển du khách với đội hình xe UBUS và xe Jeep chở khách trong khu du lịch Lăng Biang được đưa ra sau khi đoàn kiểm tra của Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng phát hiện hơn 40 trong tổng số 51 xe ở đây đều hết niên hạn sử dụng trên 15 năm. Để đảm bảo an toàn trong hoạt động vận chuyển khách du lịch trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục kiểm tra một số khu điểm du lịch có sử dụng phương tiện vận tải chuyên chở du khách. Nếu phát hiện các phương tiện không đảm bảo an toàn hoặc quá niên hạn sử dụng, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.